Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Ngày 19 tháng 11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhận định phương Tây muốn leo thang cuộc chiến nhằm vào Nga sau khi Ukraine phóng tên lửa Atak vào tỉnh Bryansk. Ông Lavrov nói, tên lửa Atak được phóng nhiều lần trong đêm nay nhằm vào tỉnh Bryansk. Đây rõ ràng là tín hiệu cho thấy phương Tây muốn leo thang. Chúng tôi sẽ coi đây là giai đoạn mới về tính chất cuộc chiến của phương Tây nhằm vào Nga. Ông Lavrov cáo buộc Washington hỗ trợ Kiev vận hành tên lửa. Ngoại trưởng Nga nhận định, chúng tôi dựa trên thực tế là không thể dùng bất cứ tên lửa Atak nào nếu chuyên gia Mỹ không tham gia, trong đó có công đoạn nạp dữ liệu vệ tinh và lập trình mục tiêu. Tên lửa tầm xa mà Ukraine phóng vào Nga có sự kiểm soát của các chuyên gia quân sự Mỹ. Chúng tôi sẽ phản ứng tương xứng. Ông Lavrov đưa ra tuyên bố sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine phóng 6 tên lửa đạn đạo Atak vào tỉnh biên giới Bryansk ngày 19 tháng 11. Trong ngày qua, chiến trường Nga-Ukraine tiếp tục ghi nhận nhiều diễn biến nóng trên các mặt trận. Theo đó, kênh Milochi Samari đưa tin, lò lửa phía nam Kurakhov bắt đầu khép lại. Quân đội Nga đã đạt được những thành tựu lãnh thổ sâu rộng xung quanh làng Upenivka. Họ cũng kiểm soát được các vị trí ở Zelizavetivka. Tình hình ở phía bắc Kurakhov nghiêm trọng không kém. Ở Beretsky, lực lượng Moscow tiếp tục tiến lên và ngôi làng Novoselidivka hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ở Torez, quân đội Nga đang tấn công từ mọi hướng, đặc biệt là về phía khu mỏ. Đây là vị trí phòng thủ mạnh nhất của quân đội Ukraine và nếu mất nó, Torez sẽ thất thủ. Tình hình tương tự cũng xảy ra ở Chasovia, nơi lực lượng Moscow đang tấn công khu công nghiệp, đồng thời có sự di chuyển ở phía bắc về phía ngọn đồi nằm trong khu vực bắc của quận Pivnichny. Kênh Ridovka cho biết, nhóm đồn trú Chasovia của Ukraine đã thay đổi cách tiếp cận để bảo vệ khu định cư sau khi quân đội Nga chọc thủng kênh Seversky Donetsk Donbass dọc theo đường cao tốc H-32. Phản ứng của lực lượng Kiev với nhiệm vụ chính là ngăn chặn đối phương tiếp cận phía sau khu công nghiệp của thành phố, đã buộc các đơn vị thuộc sư đoàn dù cận vệ 98 Nga phải hành động khác đi. Mặc dù lực lượng phòng thủ của lực lượng Ukraine trong thành phố được trang bị tốt, nhưng lại thiếu nhân lực và điều này có lợi cho Nga. Lực lượng Kiev đã trải dài theo hình vòng cung. Hiện mật độ đơn vị của họ ở phía nam khu công nghiệp đã ít hơn rất nhiều. Sư đoàn dù 98 đã có thể tiến công qua các khu vực phía tây của tiểu khu Oktyabrsky, nơi trước đây nằm trong vùng xám, và bắt đầu chiến đấu để giành lấy cốt lõi của toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương ở Chasovia, khu vực nhà máy chống cháy. Nếu Nga đánh sập điểm then chốt này, đồng nghĩa với việc lực lượng Ukraine có thể mất toàn bộ lực lượng phòng thủ khu dân cư. Nhà máy vật liệu chịu lửa là cầu nối giữa các quận phía bắc và phía nam của thành phố, giữa đó có khu rừng với hồ chứa lớn. Quyết định của Bộ Chỉ huy Nga tấn công vào trung tâm phòng thủ của đối phương là hợp lý, bởi vì lực lượng Ukraine đã củng cố hai sườn Bắc và Nam. Lực lượng Kiev biết rất rõ rằng chiến thuật của đối phương tập trung vào việc bao vây các vị trí nhằm làm gián đoạn hơn nữa nguồn cung cấp trong khu vực bao phủ. Đây chính là nguyên nhân ảnh hưởng đến quyết định của Bộ Chỉ huy Ukraine sử dụng khu vực phòng thủ trung tâm trong khu công nghiệp của thành phố làm nơi cung cấp. Lực lượng Kiev ở Chasovia đã bị tiêu hao rất nhiều và việc bổ sung ngày càng trở nên khó khăn hơn. Điều này có nghĩa là tiềm năng chiến đấu của toàn bộ đơn vị đồn trú trên thực tế rất khác so với những gì Bộ Chỉ huy Ukraine nhìn thấy ở sở chỉ huy của mình. Khu vực phòng thủ phía nam Chasovia dựa trên lữ đoàn bộ binh cơ giới số 24 lực lượng Ukraine. Khu công nghiệp của thành phố được bảo vệ bởi lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 18 với sự hỗ trợ của lữ đoàn 241. Dù vậy, không thể nói rằng với việc mất thành trì trung tâm, nhà máy chống cháy, hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ tan rã và Chasovia ngay lập tức lật vào tay Nga. Nếu quân đội Nga từ bỏ chiến thuật bao vây thì hàng thủ của đối phương vẫn còn hy vọng duy trì thế trận ổn định đến cùng. Tuy nhiên, sau khi mất khu công nghiệp và khu chung cư, lực lượng Kiev sẽ mất đi những vị trí phòng thủ chắc chắn nhất trong toàn thành phố. Lực lượng Ukraine sẽ cố gắng bằng mọi giá để ngăn chặn sự sụp đổ của mặt trận. Theo kênh Riba, quân đội Moscow đã tập kích các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả ở Kharkiv thuộc vùng Sumy và Zaporizhia. Trên hướng Kupiansk, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu công nghiệp ở phía đông thành phố và về phía nam, lực lượng Moscow đã tiến về phía tây, Kolesnikivka. Tại Pokrov, các đơn vị Nga đã mở rộng vùng kiểm soát ở khu vực Zuryivka và Novoalexandrivka, đồng thời cũng dọn sạch tiền đồn ở phía bắc nơi đó.
Về phía Kurakhov, Novoselydivka đã chính thức bị quân đội Nga kiểm soát. Quốc kỳ Nga cũng đã được kéo lên ở tiểu khu Nova Ilyinka, nằm trong ranh giới hành chính của Kurakhov. Chuyên gia quân sự người Đức Julian Rocke thuộc báo Bild cho biết, tuần trước, lực lượng Moscow tiến vào làng Dani và cắt đôi nửa chiếc túi gần thành phố Kurakhov. Ở phía nam Dani, hàng trăm binh sĩ Ukraine tiếp tục bảo vệ 5-6 ngôi làng bên bờ sông Sukhizala. Bây giờ, quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn Dani, đồng thời cũng tiến đến làng Chudovoje. Do đó, hành lang rút quân của đối phương qua các làng Upenovka và Konstantinopolskoye đã giảm xuống còn 5,5 km. Lực lượng Moscow cũng đang tiến về phía bắc hồ chứa Kurakhov. Tại đây họ kiểm soát làng Ilyinka và tiếp cận làng Beretsky, đồng thời kiểm soát những lối tiếp cận các điểm sau các đường bộ và đường sắt hướng tới Kurakhov. Những cây cầu ở đó đã bị phá hủy, nhưng quân đội Nga hiện có thể bắn vào thành phố từ phía bắc chỉ từ 1 đến 1,5 km. Ông Rocke cho biết, nếu quân đội Nga khôi phục được cây cầu và vượt qua con đập, thì họ có thể tấn công Kurakhov từ phía bắc. Về cơ bản, Nga đã khép chặt vòng vây, cửa từ ngày càng thu hẹp. RV Voenkori ghi nhận cuộc đột phá mạnh mẽ của quân đội Nga tại Kurakhov, khi đã tấn công qua hồ chứa và giao tranh đã diễn ra dữ dội ở trung tâm thành phố. Sĩ quan truyền thông của lực lượng vũ trang Ukraine có biệt danh Alex viết, giao tranh ở Kurakhov đã lan đến các khu vực trung tâm của thành phố. Quân đội Nga đang bị đẩy lùi một phần khỏi đó, nhưng họ đang bắt đầu các cuộc tấn công mới. Về phía Ukraine, Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối ngày 19 tháng 11 của Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết, đối phương đã thực hiện 51 cuộc không kích, với 78 quả bom KAB sử dụng 600 UAV cảm tử và thực hiện gần 3.500 cuộc tấn công bằng pháo kích. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine khẳng định, lực lượng phòng vệ đã bị gãy hầu hết các nỗ lực của Nga tại Kharkov, Kupian, Liman, Severk, Kramatorsk, Turetsk, Vremovsky, Orekhov và Dnipro. Đối phương tiếp tục tấn công dữ dội ở Pokrov và Kurakhov với lần lượt 37 và 22 đợt xung phong. Báo cáo viết, hoạt động tại khu vực quốc vẫn tiếp tục. Ngày 20 tháng 11, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hơn 20 nỗ lực của Nga nhằm đánh bật các đơn vị của chúng tôi. Rạng sáng ngày 20 tháng 11, các nhà phân tích thuộc kênh Deep State báo cáo rằng lực lượng Moscow đã kiểm soát Novaya Ilinka theo hướng Kurakhov ở khu vực Donetsk. Ngoài ra, theo báo cáo của Deep State, quân đội Nga đã có những bước tiến được xác nhận gần Danin, Antonovka, Pustinka và ở Turetsk thuộc vùng Donetsk. Không quân Ukraine thông báo, tối ngày 19 tháng 11, Moscow đã phóng UAV vào lãnh thổ Ukraine. Báo động phòng không đã được ban bố lúc 20:09 khi nhóm UAV của đối phương từ phía bắc Sumy di chuyển theo hướng tây về phía vùng Chernihiv. Từ 20:18 đến 23:59, hoạt động của UAV Nga liên tục được ghi nhận ở Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Sumy, Mykolaiv, Chernihiv, Poltava, Kiev, Nikolaev, Kharkov, Zhytomyr và Khmelnytsky. Sau nửa đêm, không quân Ukraine đã cập nhật thông tin về chuyển động của UAV trên hầu khắp lãnh thổ. Tại Voronezh và Belgorod của Nga đã xảy ra các cuộc tấn công bằng UAV vào tối ngày 19 tháng 11. Theo thống đốc khu vực Belgorod, Vyacheslav Gladkov, các mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống lãnh thổ của một trong những doanh nghiệp gây hư hại. Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, đây là nhà máy của công ty EFKO chuyên sản xuất nước sốt. Tại khu vực Voronezh, chính quyền địa phương đã báo cáo về cuộc tấn công vào nhà máy dầu mỡ Evdakovsky, nơi đã xảy ra hỏa hoạn. Cuối tuần qua, tuyến cáp ngầm dưới biển Baltic kết nối Litva và Thụy Điển đã gặp sự cố nghiêm trọng, làm gián đoạn dịch vụ viễn thông quan trọng giữa hai quốc gia. Sự việc này đã khiến các nhà chức trách và chuyên gia từ các bên liên quan phải mở cuộc điều tra toàn diện, trong đó không loại trừ khả năng phá hoại. Ngày 19 tháng 11, Giám đốc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Litva, ông Vilmantas Vitkauskas, cho biết cơ quan chức năng của nước này đang thu thập thông tin từ các đối tác và đồng minh trong khu vực để xác định nguyên nhân vụ việc. Mặc dù quá sớm để xác nhận chính xác nguyên nhân, các chuyên gia nhận định rằng sự cố này không phải do thiên tai hay hiện tượng tự nhiên. Trong khi đó, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda nhấn mạnh sự thận trọng trong việc đưa ra kết luận, lưu ý rằng các vụ việc liên quan đến cơ sở hạ tầng quan trọng trong khu vực biển Baltic trước đây đã từng xảy ra do cả hoạt động phá hoại lẫn sự thiếu sót vô ý. Theo thông tin từ công ty viễn thông Thụy Điển hoạt động tại Litva, Telia Lietuva, cáp dưới biển đã bị đứt vào khoảng 10 giờ sáng ngày 17 tháng 11 theo giờ địa phương.
Giám đốc công nghệ của Telia Lietuva, ông Andrius Semeskevicius, giải thích rằng các sự cố liên quan đến cáp dưới biển thường xảy ra do tàu thuyền, đặc biệt là khi tàu thả neo sai cách làm đứt cáp ở khu vực nông gần bờ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng sự cố lần này có thể nghiêm trọng hơn vì khu vực cáp giữa Litva và Thụy Điển giao nhau với cáp nối giữa Đức và Phần Lan trong một diện tích chỉ vỏn vẹn 10m². Sự trùng hợp này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng đây không phải chỉ là một tai nạn đơn thuần mà có thể là một sự cố có chủ đích. Đặc biệt, ngày 18 tháng 11, một sự cố tương tự cũng xảy ra với tuyến cáp Celion 1 nối Phần Lan với Đức. Tuyến cáp này do công ty Sinia của Phần Lan sở hữu và vận hành, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tải dữ liệu giữa các quốc gia Bắc Âu và Trung Âu. Cáp Celion 1 đã bị hư hại và ngừng hoạt động. Sự cố này xảy ra cách khu vực Litva Thụy Điển chỉ vài chục hải lý, làm dấy lên những đồn đoán về mối liên hệ giữa hai sự việc này. Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết hiện tại chưa thể vội vàng kết luận nguyên nhân của sự cố hư hỏng cáp Celion 1. Trong khi đó, Giám đốc điều tra của Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan, ông Timo Kinpelainen cho biết cảnh sát Phần Lan và Thụy Điển sẽ hợp tác làm rõ vụ việc này. Một tàu sửa chữa tư pháp dự kiến sẽ tới hiện trường vào cuối tuần này để khắc phục sự cố. Tuyến cáp Celion 1 hoàn thành vào năm 2016, dài 1.173 km, là một trong những tuyến cáp quan trọng trong khu vực, kết nối Phần Lan với Đức và các quốc gia khác ở Trung Âu và châu Á.